Xin chào! Trong khi cả thế giới đang theo dõi từng khoảnh khắc của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, thì bạn có biết rằng trong lòng nước Nga có khá nhiều người dân không quan tâm lắm đến cuộc chiến này. Vậy thì người dân Nga đang nghĩ như thế nào về chiến tranh? Tại sao lại có những người hờ hững không quan tâm như vậy? Còn người dân Ukraine, những người đang trực tiếp gánh chịu hậu quả của chiến tranh thì sao? Có phải họ đang khát khao hòa bình hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé! Trước hết, chúng ta hãy cùng xem người dân Nga và Ukraine đã từng nghĩ như thế nào vào 2 tháng trước khi cuộc chiến tranh nổ ra. Trung tâm Levada, một tổ chức khảo sát chính trị được cho là uy tín nhất của Nga, đã tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến của người dân vào tháng 12 năm 2021 với 1.603 người tham gia khảo sát thuộc 50 khu vực khác nhau trên khắp đất nước Nga. Kết quả như sau. 39% người Nga tin rằng chiến tranh với Ukraine có khả năng xảy ra hoặc không thể tránh khỏi. 38% khác nói rằng chiến tranh là khó xảy ra, trong khi 15% tin rằng chiến tranh là suy nghĩ thật ngớ ngẩn, không thể nào xảy ra được. Số còn lại thì đưa ra nhiều quan điểm khác, kiểu như rượu vodka là ngon nhất. Bên cạnh đó, có một nửa số người được hỏi cho biết, theo quan điểm của họ, Mỹ và NATO chính là nguyên nhân khiến cuộc tình giữa Nga và Ukraine đổ vỡ như vậy. 16% số người khác thì đổ lỗi cho Ukraine là kẻ phản bội, đứa em đáng trách. Tuy nhiên, điều thú vị là vẫn có 4% số người Nga đổ lỗi cho chính quyền Nga là nguyên nhân gây nên cuộc xung đột. Không chỉ có vậy, khảo sát cũng cho thấy người dân có quan điểm chính trị rất khác nhau dựa theo độ tuổi. Cụ thể, những người già từ 55 tuổi trở lên đa phần đều ghét phương Tây. Họ đổ lỗi cho phương Tây đã gây ra cuộc xung đột. Trong khi chỉ có 25% số người từ 18 đến 24 có quan điểm như vậy, trong mắt đa phần những người trẻ thì tất cả lỗi lầm là của kẻ phản bội Ukraine. Một linh mục tham gia khảo sát tin rằng chiến tranh sẽ không xảy ra vì một khi Nga đã tham chiến thì ắt phải có lý do. Mà trong vấn đề với Ukraine thì ông không nhìn thấy có lý do gì để phải đổ máu, không có lý do gì để mà đấm nhau. Như vậy, cách đây 2 tháng, đa phần người dân Nga đều tin rằng chiến tranh sẽ không xảy ra vì không có lý do hợp lý để ông Putin phải làm như vậy. Thế thì khi chiến tranh xảy ra, quan điểm của họ đã thay đổi như thế nào? Thì về cơ bản, có thể tạm nhận xét rằng việc chuyển từ căng thẳng sang chiến tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra quá nhanh, không chỉ khiến thế giới bất ngờ, Trung Quốc cũng bất ngờ, như bạn đã biết trong video trước, mà đến cả bản thân người dân nước Nga cũng bất ngờ luôn. Còn nói về suy nghĩ của người dân, thì nó sẽ ảnh hưởng bởi 2 yếu tố. Thứ nhất là những thông tin mà người dân được tiếp cận và thứ hai là những gì họ đã trải qua. Về thông tin, người dân Nga không có mặt tại chiến trường, thế nên những thông tin họ tiếp cận đa phần là từ kênh truyền hình chính thống, mạng xã hội và các nguồn hạn chế hơn như trò chuyện với bạn bè ở vùng chiến sự. Tuy nhiên, đa phần vẫn là các tin tức được đưa lên báo, truyền hình và mạng xã hội. Mà các bạn biết rồi, ở đâu, nước nào, phe nào cũng luôn nói tốt cho mình. Báo đài phương Tây thì ca ngợi phương Tây, báo đài Nga thì đưa ra lý lẽ thỏa đáng phù hợp với chính phủ Nga. Và dân phe nào thì cũng sẽ cảm thấy phe mình đúng, cũng giống như vụ ở Thái Nguyên. Bên bị bắn thì cho rằng gã kia thật độc ác vì mấy đồng tiền mà coi con người như cỏ rác. Còn người đòi nợ thì cho rằng đã cho vay rồi, không trả, lại còn thách thức, thế thì phải lãnh hậu quả. Cho nên, ai sai ai đúng là do cách nhìn, do góc nhìn. Nhìn chung thì đa phần người dân Nga cũng như các kênh truyền thông chính thống đều cho rằng Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả sự hung hăng của Ukraine và quân đội Nga cũng chỉ làm tê liệt khả năng phòng thủ của Ukraine, chỉ đánh vào các căn cứ quân sự chứ không làm hại dân thường. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng các cơ quan an ninh Ukraine đang bịa đặt camera về thương vong hàng loạt và các cuộc tấn công vào dân thường của quân đội Nga. Ngược lại thì cũng có một bộ phận nhỏ dân Nga phản đối chiến tranh, kéo xuống đường biểu tình để ngăn chặn cuộc chiến. Theo nguồn tin của một tổ chức phương Tây tại trang ovdinfo.org, đến ngày 6 tháng 3 đã có 8.382 người bị bắt vì các hoạt động chống đối chiến tranh. Hai phiên tòa đã được tổ chức. Cũng có một phần người Nga không quan tâm đến chiến tranh. Họ cho biết đã chán ngấy với các thông tin về Ukraine từ năm 2014. Mỗi khi nhắc đến Ukraine là họ chuyển kênh khác liền. Vậy còn người Ukraine thì sao? Những người đã và vẫn đang gánh chịu tổn thương từ chiến tranh.
thì khi Nga kéo 150.000 quân đến biên giới Ukraine, Mỹ cảnh báo ông Putin sẽ tấn công. Viện Gosinin đã thực hiện một khảo sát và kết quả là có 20% người Ukraine tin rằng chiến tranh thật sự sẽ xuất hiện, còn 80% người Ukraine thì tin rằng ông Biden bốc phét. Tại sao họ không tin? Thì lý do là họ nghĩ rằng Ukraine chỉ là một con cờ của phương Tây. Việc Nga tấn công Ukraine chỉ làm cho Nga và Ukraine thiệt hại, còn phương Tây thì hưởng lợi. Nga sẽ không dạy gì mà làm thế. Nhưng bây giờ thì phần nào đó họ đã thấy mình sai. Chiến tranh thực sự đã nổ ra, hàng trăm nghìn người Ukraine đã phải sơ tán. Họ mất nhà cửa, mất việc làm, nhiều người bị thương và thậm chí mất mạng do bom đạn. Nhiều em bé sẽ không biết mặt cha. Là người Việt Nam với hàng chục năm chìm đắm trong khói lửa chiến tranh, chúng ta hiểu rất rõ mong muốn của người dân Ukraine lúc này, đó là hòa bình, một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, nghèo chút cũng được. Vẫn là câu nói, chiến tranh là ý tưởng của một ít các nhà lãnh đạo, còn tổn thương là những gì sẽ đè lên cái lưng còng của hàng triệu người dân. Mong rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc để hòa bình sẽ trở lại với người dân Ukraine. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.